Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Và chúng ta sẽ quay trở lại vào chúng ta sẽ quay trở lại vào clip 20 giờ tối hàng ngày trên kênh Cường Người Thân. Hôm qua thì tối qua cả shop em ngồi thức để xem tứ kết C1. Thế nên là hôm nay tất cả anh em đều thiếu ngủ hết. Nhưng mà hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, hôm nay là ngày dỗ tổ và ngày nghỉ lễ. Thế nên em nghĩ rằng là chắc là mọi người sẽ có nhiều thời gian để mọi người xem clip. Em lên clip phục vụ anh em luôn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến ngay với mã sẽ là mã T, từ T1 đến T60. Hôm nay em sẽ lên khá mã Polo cổ bẻ và giá vẫn sẽ là 199.000 cho một sản phẩm. Bao check chính hãng toàn quốc, bao ship toàn quốc, bao mở hàng ra kiểm tra. Và chúng ta sẽ đến ngay với clip của Cường Người Thân ngày hôm nay. Lacoste này, Adidas, Nike đều có đủ nhé. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, thế nên là em sẽ lên nhiều mã hơn bình thường một chút. Bắt đầu thôi. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với mã đầu tiên, T1, một con hàng size S. Đấy, đến cả cái việc đấy là lên like em cũng bị lịu theo cái trận đấu hôm qua. Kiểu bình thường bình luận viên hôm qua là nói là mấy con hàng kiểu bóng đá ấy. Chúng ta sẽ đến với T1, chúng ta sẽ đến với một con áo của Tommy Hilfiger, màu rất là đẹp nhá. Con này mã đầu tiên này em sẽ để tặng luôn này, chơi thế cho nó lớn. T1 chúng ta sẽ để tặng form size là dưới 1m65, dưới 65kg. T2 ạ. T2 chúng ta sẽ đến với một em Indian Return to Nature với size 105. Đây là cái chất vải cực kỳ mát của Indian. Và đây là dòng Luxury của Indian, một thương hiệu đến từ Hàn. Và chúng ta sẽ có những cái con áo, có một con áo với những cái lỗ thoáng khí. Nhìn đây anh em nhìn kỹ không? Đấy, khi mà lấy nét anh em sẽ nhìn thấy này, tất cả những cái lỗ này đều là thoáng khí hết nhá. Áo này mặc siêu mát luôn. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Và form này là form rộng rãi thoải mái của Indian. Rộng vai 46, dài 75 và độ rộng bụng 54. Với mã là mã 2 nhé. Bọn em đã đo rất chuẩn đấy ạ. 3. Mã 3 chúng ta sẽ đến với Binpole, một thương hiệu của Italia. Và chúng ta sẽ đến ngay với một con Binpole với form size 65-72, cân nặng 60-70. Con này là dòng gốp, chính vì thế nên là thiết kế của nó đây. Mọi người nhìn thấy này, đầu tiên là cái dạng vải cốt tông của nó là vẫn là 100% cốt tông, nhưng mà nó sẽ có thêm dạng vải cốt tông lưới đằng sau lưng. Đây là cái phần mà thoát mồ hôi rất là nhiều, chính vì thế nên là nó sẽ làm cái dạng thoáng khí nhá. Rộng vai 51, dài 75 và độ rộng 58. Hàng lên càng ngày càng xịn và giá càng ngày càng rẻ. Đấy, đấy là lý do tại sao mà anh em ủng hộ kênh em rất là nhiều. Đây, đưa điện thoại. Đây là số đơn hôm qua này. Số đơn hôm qua là chỉ còn 4 mã nữa thôi. Chỉ còn 4 mã. Đấy. Nhà em vừa gói đơn xong thì em cho mọi người xem luôn. Đây là toàn bộ đơn của clip hôm qua. Bán được hết rồi. Tiếp ạ. Chúng ta sẽ đến với một con Hanzi với mã 4, T4. Hanzi rộng vai 47, dài 77 và độ rộng bụng 52. Một con hàng với giá là 3.300.000. 65-72 cân nặng 60-70 nhà hàng của Hanzi. Chất liệu cốt tông, dòng gốp. Bọn này là một thương hiệu sinh ra dành cho đánh gôn. 199.000 bao ship. Quá rẻ rồi anh em. Mã 5 chúng ta sẽ đến với Lecap Sport, hàng thể thao nhá. Rộng vai 45, dài 67 và độ rộng bụng 50. Chất thể thao. Con này là một con áo để đi mô tô anh em ạ. Đây này, nó sẽ có một cái đường thêu với dòng chữ Brut Red Moto này. Đây là một cái áo của một team moto. 1m60 đến 1m68 và cân nặng 60-65 nhá. Anh em thông cảm, hôm nay em rất là buồn ngủ. Em phải chia sẻ rất thật là từ hôm qua đến hôm nay em được ngủ có hơn 2 tiếng rồi. Chính vì thế này là em lên clip em hơi kiểu gọi là hơi chậm chạp tí. Thông cảm nhá. Mã 6 ạ, chúng ta sẽ đến với Giordano màu trắng này. Cốt tông 100%. Rộng vai 45, dài 76 và độ rộng bụng 51. Hàng Giordano này là trắng tinh nhá. 65-72 cân nặng 60-70. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây. Em chắc chắn với mọi người luôn là lên clip này lại hết tiếp. Nhu cầu ở trên kênh em rất là cao. Và cho đến thời điểm bây giờ thì lượng hàng của bọn em lên không đủ để bán. Pro Spec này.
Đây là một cái con với cái cổ rất là đẹp và với một cái logo hình chữ P ở bên ngực trái. Rộng vai 51, dài 75 và độ rộng 50 năm. Con này lại là một con sản xuất tại thị trường của Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ đến với cốt tông 100% của Pro Spec 6572 cân nặng 60-70 ạ. Ma 8 Aniquilo màu trắng, rộng vai 47, dài 73 và độ rộng 53. Mọi người nhìn kỹ nhé. Aniquilo, chất liệu cốt tông. Hàng trắng là nó phải trắng tinh như này này mới đáng để mua anh em. Mọi người nhìn cái tay này. Tay này khác gì tay mới không? Không khác gì luôn. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65. Đây, tem. Đọc được từng chữ và cúc kia các thứ còn nguyên. VIP của shop khác ấy. Và shop em chỉ bán 199.000 bao ship ạ. Kurokodai. Đây là vải đũi nha. Đây là vải dành cho những ai mà yêu thích sự mát mẻ của mùa hè. Tức là yêu thích sự mát mẻ của vải để mặc trong mùa hè. Con này 6572 cân nặng 60-70. Đây là vải đũi. Cúc kiếc của Kurokodai nó in logo này. Mọi người nhìn thấy cái logo của Kurokodai đấy không? Đó. Nó xịn lắm anh em. Rộng vai 49, dài 72, độ rộng 53. Chất là chất vải đũi. T10 Pro Rap Lauren. Rộng vai 46, dài 79 và độ rộng bụng là 52. Có mấy con chưa kịp đo đúng không? Thôi không cần đo đâu. Đấy gớm sai luôn nhá. Tí nữa anh lên đo luôn. 6572 cân nặng 60-70 nha, hàng của Rap Lauren ạ. Cái hàng này thì muôn đời chạy. Cứ lên là bay, lên là bay. Made in đâu xem nào, anh em đợi em tí nhá. Con này made in London. Cúc kiêng. Quá dã man. Hàng VIP, VIP. Limus với mã 11, chúng ta sẽ đến một con hàng màu bã trầu. Con này form 6572 cân nặng 60-70 nhưng mà nó là form body nhá. Rộng vai 48, dài 80 và độ rộng bụng là 54. Form body, form slim fit ấy. Con này ở trong kiện hàn. Chất liệu cốt tông 100%. Tiếp. T12 chúng ta sẽ đến với polo. Một con polo made in Italia. Mọi người nhìn kỹ không? Đó. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng cũng tầm khoảng 51-52 đây. 6572 cân nặng 60-70, form thoải mái. Và cái chất made in Italia lẫn cái màu sắc rồi đường kim mũi chỉ thì chấm hết về độ xịn. Hàng Ý bán 199.000 bao ship. Kinh khủng không? Quá dã man nên còn gì nữa. Tiếp ạ. 13 Polo Rap Lauren. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng 65. Màu rất đẹp nhá. Cái hàng này bọn em lên bọn em không đủ hàng để bán đâu anh em ạ. Thế nên là anh em chốt nhanh giúp em nhé. Thực sự là không đủ hàng để bán. Chia sẻ câu chuyện này có thể nhiều người không tin, nhưng cái kênh của em bây giờ nó cái lượng người theo dõi và lượng người xem nó rất là đông ấy. Và chính vì thế nên là hàng nó lên nó không kịp chạy luôn. Mà mặc dù ngày nào bọn em cũng đã cố gắng, kể cả là lúc buồn ngủ, lúc như này như kia, em vẫn cứ cố gắng lên clip đều cho mọi người đấy. Nhưng vẫn không đủ hàng. Rộng vai 50, dài 73, độ rộng 65. 6572 cân nặng 60-70. 14 chúng ta sẽ đến với con Adidas thể thao. Con này form size 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 nhé. Đúng thế cho em. Chuẩn size đấy. Một con Adidas thể thao. Hàng của Adidas, tem mác đầy đủ, QR còn nguyên, bán 199.000. Tiếp. 15 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Con này là một em Tommy với chất liệu là 100% cốt tông. 6572 cân nặng 60-70 và là form thoải mái nhá. Form này mặc rộng rãi thoải mái. Hàng của Tommy. Đây, tem mác đầy đủ. Tiếp. 16 chúng ta sẽ đến với Fila và đây là dòng gốp. Một con Fila của dòng gốp. Một con Fila để đánh gôn nó đẹp như thế này á. Đây 6572 cân nặng 60-70. Form slim fit, form body. Một con Fila dòng gốp. 60% cốt tông và 40% là polyester và made in Japan. Không còn gì để chê đâu anh em. 17 Lacoste. Chính hãng. Gần 3 củ một con. Cúc kiếc đầy đủ, chất liệu cốt tông và độ mới rất cao. 199.000. Mã 17 nhá. Con này 1m60 đến 1m70 và cân nặng là 60-68 ạ. Con này size nếu mà anh em mặc size bình thường là anh em mặc size 95. Con này made in Australia. À made in Argentina. Này. Dã man không? Đó.
Mã tiếp theo là mã 18, chúng ta sẽ đến một em Adidas thể thao nhé. Có nhiều con ở trong cái kiện luxury em lọc ra em ghép thêm vào đấy. 1m60, 1m68 mà cân nặng là 60-65 nhá. Adidas thể thao, hàng mới đét luôn. Em thích là lên bán được càng nhiều nó càng vui ấy, bởi vì là cái hàng luxury này thì không phải lúc nào nó cũng có hàng. 19 là chúng ta sẽ đến một con hàng cực đỉnh luôn. Đây là một con Ferrari. Anh em mà biết cái siêu xe Ferrari không? Đây. Rộng vai 42, dài 70, độ rộng bụng 47. Đấy, hàng áo của Ferrari em bán 199.000 thôi. 1m60, 1m68 và cân nặng 60-65 nhé. Form thoải mái. Chính hãng của Ferrari. Anh em biết con này mua bao tiền không? Tính tiền đô ra mà nhân ra tiền Việt, nhân ra tiền Việt Nam là nó gần khoảng gần 8 triệu. Xem nào. Đấy, sẽ rơi vào đâu đó. Ở trong này có cả giá đô của nó mà. Đô bây giờ đang là 2 năm đúng không? Đô bây giờ đang 2 năm. Tầm khoảng gần 400 đô. 20 ạ, chúng ta sẽ đến với Under Armour, chất thể thao. Rộng vai 48, dài 81 và độ rộng bụng là 55. Chúng ta sẽ đến với một con chất thể thao size L. 1m68, 1m75, cân nặng 65-75 nhé. Polo nhà em là đẹp nhất thị trường ấy, giá cũng đang rẻ nhất rồi. Em cạnh tranh về tất cả mọi thứ luôn. Dịch vụ, giá, chất lượng sản phẩm. 21 ạ, chúng ta sẽ đến với một con PXP. Đây là một con của dòng Paxson Extreme. Và chúng ta sẽ đến một con hàng Hàn, chất thể thao. Con em sẽ để tặng nhé. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng bụng là 55, chất thể thao. 6572, cân nặng 60-70, form thoải mái nhé. Nó vẫn là hàng chính hãng, vẫn rất là ngon thôi. Nhưng mà con này thì thương hiệu nó không to lắm. Để tặng ạ. Tiếp. 22, chúng ta sẽ đến với Dunlop này. Đây là một em Dunlop cực kỳ mới. Ở đây nó còn kiểu gọi là có một cái tem dán để đỡ nhầm tên hay sao ấy. Rộng vai 44, dài 73 và độ rộng bụng 52. Mới chưa? Hàng của Dunlop. Nối đồng cối đá. 1m60, 1m70 và cân nặng là 60-68 ạ. Chất con này là chất 60-40 tiếp nhá. 60 cốt tông, 40 polyester. Hàng là hàng Nhật. 23 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Rộng vai 42, dài 70 và độ rộng bụng 48. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65 rồi ạ. Đây là form slim fit của Ani. Độ mới áo chắc chắn trên 90%, thậm chí là 95 luôn ạ. Mã này mã 23. 24 ạ. 24 chúng ta sẽ đến ngay với Dunlop Motorsport. Rộng vai 46, dài 68, độ rộng bụng 54 nhé. Con này chất thể thao. Toàn siêu phẩm thôi. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Anh em cứ đi search áo Dunlop chính hãng xem là giá của bọn này như thế nào. Bọn Ani không mờ có cửa với mức giá so với bọn Dunlop luôn. 25, Ani Quilo, rộng vai 53, dài 78 và độ rộng 61. Một con màu xám đậm của Ani và chúng ta sẽ đến với một con size L. Mọi người nhìn cái viền cổ áo là mọi người biết mới như nào rồi mà. Hàng cực kỳ mới luôn. 68-75, cân nặng 65-75 ạ. Tiếp đi ạ. Em sẽ lên thật là nhanh nhé. Bin Pole với mã 26. Rộng vai 43, dài 72 và độ rộng 45. Chất liệu cô tông mỏng. Form slim fit. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Mọi người nhìn kỹ hàng thôi này. Cực đỉnh luôn. 199.000. 27. Giá này là bọn em lãi cực ít đấy nhá. Thế nên là em nói thật với mọi người luôn là bây giờ bán lấy số lượng ấy. Lấy số lượng, lấy tầm vóc. Rộng vai 40, dài 63 và độ rộng bụng 38 này. Con này là một con form size nữ, một con wrap lauren của nữ. Thít eo. Chị em cao dưới 1m65 và dưới 6 à dưới 55 kg mặc giúp em mã wrap lauren này. Vẫn là hơn 3 củ một con ấy. Và wrap lauren của nữ thì đa phần nó đều rất là mới nhá. Đây. Mới. Ai mua cho chị em cũng được ạ. Anh em mua cho chị em cũng được. Mã tiếp theo Zara 28, rộng vai 54, dài 72, độ rộng bụng cũng là 54. Con này chất vải là vải cốt tông mềm màu trắng. 6572 cân nặng 60-70, con này là chất co giãn nên là mặc thoải mái. Tem của Zara thì chắc chắn rồi, sẽ rất là nhiều. Anh em đợi em tí nhé. Con này chỉ có tem trên. Con này là made in Morocco này, made in Morocco.
Bình thường là nó sẽ có phải có cái tem ngang ở ở phần phần hông này cơ. À đây. Đây con này mới cắt tem ngang rồi. Đây này, bình thường là nó sẽ có rất nhiều tem nhá. Cái tem của nó là tem dài hình chữ nhật. Áo thì rất là đẹp nhưng mà có một vài con nó sẽ cắt tác. 29 á, Aniquilo. Rộng vai 42, dài 70 và độ rộng bụng 48. Form slim 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 nhá. Con này mặc vào siêu đẹp luôn. Độ mới rất là cao. Thực ra là nếu mà anh em kiểu mua về mà để bán lại ấy, thì rất nhiều người như vậy thì cần cái tác dưới thôi. Chứ còn nếu mà anh em mua về để mặc không thì chẳng cần đâu mà. Thậm chí là người ta còn cắt đi. Aniquilo tiếp này. Mã 30 ạ, rộng vai 42, dài 70, độ rộng 51. Riêng bọn slim fit này chỉ 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 thôi. Mặc giúp em. Con này tem mát cúc kiếc đầy đủ là cái chắc luôn. Bởi vì bọn Ani thường thường là nó sẽ không bị cắt. Đây, mọi người nhìn kỹ giúp em. Hàng đẹp lắm. Thể thao nhá. Tiếp. Ani tiếp với mã 31, rộng vai 48, dài 69 và độ rộng bụng 50. Ani thì được cái là nó rất thực dụng. Không rẻ quá cũng không đắt quá. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 tiếp ạ. Nó không quá đắt, nó cũng không quá rẻ. Mặc nó rất dễ. Và cái quan trọng nhất là form nó vừa với form người châu Á. CK với mã 32, rộng vai 46, dài 79, độ rộng bụng 50. Một con hàng của CK. Ngày xưa mặc quần CK. Mà đến bây giờ CK nó vẫn ngon mà. 6572, cân nặng 60-70. Chất là chất cotton mềm. Hàng của CK chính hãng. Đây. Để xem có lỗi không? Không có lỗi đâu ạ. Cái chất này thì mặc mùa hè là vô địch luôn. Chất này và chất đũi mát giống hệt nhau. 33, Aniquilo, con này cũng mới này. Thoáng khí nhá. 6572, cân nặng 60-70. Rộng vai 44, dài 75 và độ rộng 50. Cứ khoảng 74-75 trở lên là mặc size M nó mới thoải mái được anh ạ. Hàng không có một lỗi nhỏ nào luôn nhá. Không bẩn, không rách, không sờn. Ôi con này đẹp đấy. Đây là dòng gốp này. Thi gốp. Với mã 34, rộng vai 41, dài 73, à 72 và độ rộng bụng là 49. Chúng ta sẽ đến với một cái con với thiết kế rất là dị luôn. Nhưng mà đẹp. Con này thì ai đứng đứng tuổi tí, mặc kéo kiểu lịch sự. Bởi vì nó là dòng gôn mà. 1m60 đến 1m68. Và cân nặng là 60 đến 65. Con này form slim, màu trắng. Anh em mua về tặng chú, tặng bác, tặng bố cũng được. Bởi vì là cái con này thì nó khá là nhiều túi. Thì là các chú các bác mà làm cán bộ ấy thì thường thường là các chú các bác sẽ thích cái form này. 35, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Galus. À, một con thể thao của Galus với rộng vai 48, dài 73 và độ rộng 54. Chúng ta đi được một nửa chặng đường rồi. Con này hàng Nhật nhá. 6572, cân nặng 60-70. Hàng thể thao của Nhật thì chấm hết, con nào nó ra con đấy luôn. Cực đẹp. Này. Con nào nó ra con đấy, kể cả là về chất chiếc các kiểu. Tiếp. Giordano à? À không, Aniquilo với mã 36. Này. Cốt tông, rộng vai 45, dài 79 và độ rộng bụng 48. Con này màu xanh dương anh em nhá. Nhìn kỹ hàng giúp em. 6572, cân nặng 60-70. Con này là xanh dương đậm. Con này là tem in nhá, không phải tem giấy đâu. Tiếp. Lanzi với mã 37. Chúng ta sẽ đến với em Lanzi. Con này em bán không biết bao nhiêu con như này rồi. Nhưng con này thì size to cái con hôm trước bán này. Rộng vai 44, dài 77, độ rộng bụng 50. Cúc in logo. Chất vải. Cực xịn, cực sướng. 37. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68 nhé. Con này form slim. Anh em mặc đi làm được ấy. Đây. Con này tem hàn. Tiếp ạ. Ăn đi tiếp này. 38. Mọi người chỉ cần chọn thôi nhé. Hàng không phải nghĩ. Rộng vai 43, dài 73, độ rộng 49. 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 nhé. Hàng thoáng khí của Ani này mặc sướng lắm. Với cả cái giá 199.000 bao ship thì còn nghĩ gì nữa anh em. Em nghĩ là chỉ có thích cái màu đấy hay không thôi. Giá cả, chất lượng sản phẩm,
hàng hiệu, không phải nghĩ. Mọi thứ bọn em lo hết rồi. Bây giờ chỉ có mỗi một cái là đặt, sau đấy là chờ nhận này. Mở hàng ra kiểm tra hàng thoải mái nhé. Rộng vai 43, dài 70 và độ rộng 47. 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 thôi nhé. Con này của gu à? À không, lại tiếp tục của Annie. Đấy, trong kiện Nhật thì Annie nó rất là nhiều. Và đây là những con mới nhất rồi. Tiếp ạ. T40, chúng ta sẽ đến với Polar Ham. Hôm nay em sẽ lên khoảng hơn 50 mã hoặc tầm 60 mã đi. Hôm qua nhiều người hỏi quá. Cô tông 100% nhá. Đẹp chưa? 6572 cân nặng 60-70. Thương hiệu này to lắm rồi, thế này là cũng không không phải giới thiệu nhiều đâu. Đây, tem hàng. Anh em nhìn nhá, con áo của nhà em là trắng này. Đây, không có một vết nào đâu. Đây. Mặt nào cũng vậy thôi, bởi vì nó là hàng nước một ấy, thế nên là nó rất là ngon. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con hàng của Paris Maximel. Đây là một con hàng, anh em nhìn thấy cái tem Paris ở dưới này, đây này. Đó, hàng của Paris nhá. Rộng vai 40, dài 72 và độ rộng 47 với mã 41. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 đấy ạ. Con này form slim, chất thì khỏi bàn nhá. Riêng cái chất cốt tông mềm như thế này mà lại còn là hàng của bên Paris thì em nói thật với anh em luôn là chấm hết, mặc sướng. 42 chúng ta sẽ đến với Eli. Và Eli thì là một cái thương hiệu sinh ra lại tiếp tục dành cho Goop. Eli Goop, nó thường thường là cái tên thương hiệu của nó sẽ đi kèm với nhau. Rộng vai 46, dài 68, độ rộng 50. Tiếp tục là form size 60 đến 68 là chiều cao và cân nặng là 60-65 nữa. Em đang tư vấn để mặc, anh em mặc nó hơi rộng một chút nhé. Tức là mặc nó sẽ rất là thoải mái đấy. Chất rất đẹp. 43 chúng ta sẽ đến với pin Pole. Rộng vai 52, dài 77 và độ rộng bụng 53. Chúng ta sẽ đến với con này, nếu mà ai khoảng 65 đến 75 kg, chiều cao từ 65 đến 72 mặc vẫn được. Còn mắc hết cơ của nó là khoảng 68 đến 1m75 nhé. Đó. Con này mặc size kiểu 100 mặc cũng được, mà mặc size 105 mặc cũng được. Mã tiếp theo là 44, chúng ta sẽ đến với Dunlop. Đây là một cái mã dành cho những chú, những bác già già này. Như em thấy là những cái chú, những cái bác mà trên khoảng 50-60 tuổi sẽ thích cái kiểu phối màu như thế này. Đây mọi người nhìn kỹ nhé, em sẽ cho mọi người nhìn xa này. Cái phối màu này nó vừa lịch sự mà nó vừa nhã nhặn đấy. 6572 cân nặng 60-70 nhé, hàng của Dunlop ạ. Hàng của Dunlop thì sơ giá nó rất là dễ. Mọi người cứ lấy tên thương hiệu cộng với cả dòng chữ chính hãng hoặc là dòng chữ real ấy, mọi người sẽ sơ được giá ngay ấy mà. Để biết là tại sao mà em lại nói là những cái con hàng này giá 199.000 là quá rẻ. Hess. Rộng vai 51, dài 67 và độ rộng bụng 57. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 nhá. Chất thoáng khí á, cốt tông thoáng khí. Cái chất này thì mọi người có thể gọi là cốt tông mỏng hoặc là cốt tông lưới cũng được, nó đều là một hết. Đây. Nó đều có cái dạng mà khi mà chúng ta zoom lên thì nó có cái dạng vải giống kiểu vải tổ ong anh em. Cực kỳ mát luôn. Mã tiếp theo là mã 46 Aniquilo, rộng vai 42, dài 76, độ rộng 50. Độ mới áo thì chấm hết nhá, không phải bàn đâu ạ. 6572 cân nặng 60-70 nhá. Con này thì form rộng rãi thoải mái của form size M này. Đằng sau của nó này, cái chỗ này là phản quang in logo phản quang. Và đây, tem đọc được từng chữ một, mặc dù đây là tem in nhiệt thôi nhá. Quá khủng khiếp luôn. Nó mới đến như thế cơ mà. 47 à, chúng ta sẽ đến với một con Aniquilo với chất liệu tương tự. Rộng vai 48, dài 72, độ rộng 52, chất liệu thoáng khí. Lại tiếp tục form size 6572 cân nặng 60-70. Mọi người nhìn độ mới áo nhá. Này. Cái viền cổ này là một này. Cái tay này là hai này. Cái phần phía bên dưới là ba này. Em chọn rất là kỹ ấy. Không có chuyện rão rủng, không có chuyện rách dưới gì đâu. Đường chỉ, đường kim mũi chỉ các thứ của nó còn không bị ảnh hưởng gì cơ mà. Đây, và bọn này thì nó sẽ in cái tem ở phía bên dưới này. Rất nhiều dòng chữ, nhưng em không hiểu tiếng Nhật nên là thôi bỏ qua. Mã tiếp theo ạ, 48 Aniquilo. Đây là một cái con dòng cốt tông, nhưng mà đây là cốt tông cứng rồi.
rộng vai 51, dài 74 và độ rộng bụng 56. Form size M, form rộng rãi thoải mái, màu đen xì. 6572 cân nặng 60-70. Những cái con basic đơn giản mà một màu như thế này thì chọn cũng rất đơn giản. Thích là nhích thôi. Đấy, mới. Tiếp đi ạ. 49 chúng ta sẽ quay trở lại với Zara. Con này made in Bồ Đào Nha này. Rộng vai 48, dài 79, độ rộng bụng 48. 6875 là chiều cao và cân nặng là 60-70. Rộng vai thì nó phù hợp với cả form slim, nhưng độ dài thì nó sẽ phù hợp với cả những người nào mà cao một chút, bo dưới. Từ từ nhé, để em xem con này có phải váy nữ không. Tại sao vai lại hơi bé nhỉ? Nó giống... À không, con này là áo nam, không có chít eo đâu. Tiếp ạ. Thường thường ấy là nó sẽ dễ bị nhầm giữa hai thứ. Thứ nhất là cái váy của nữ mà nó đến đây này. Hai là áo nam nhưng mà áo nam dài. Bởi vì là nó sẽ có chít eo thì nhìn ra form nữ được ngay. Nhưng mà con kia thì tay nó rộng, vai nó cũng rộng. Aniquilo với mã 50, rộng vai 41, dài 65, độ rộng 46. Aniquilo form size S, 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 nhé. Hàng thì thôi 95% là ít ấy, anh em ạ. Những con Aniquilo kiểu như này. Tiếp. Hôm nay sẽ lên đủ nhiều mã để cho anh em có thể săn nhé. Ani tiếp. Rộng vai 41, dài 67 và độ rộng bụng 47. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65 luôn. Mặc giúp em. Chất thể thao thoáng khí ạ. Nó sẽ có chất cốt tông thoáng khí hoặc là thể thao thoáng khí. Thể thao thoáng khí thì nó sẽ đỡ nhăn hơn là chất cốt tông, nhưng mặc nó sẽ nóng hơn một chút đấy. 52 chúng ta sẽ quay trở lại với thương hiệu Ocean, một thương hiệu của Hàn. Rộng vai 50, dài 79 và độ rộng 51. Cái chất này nó rất mềm. 6572 cân nặng 60-70. Anh em cứ thử bỏ ra khoảng 199.000 cho nhà em đi, tin tưởng nhau đấy. Còn nếu không tin thì có thể cứ ngồi xem nhỉ, xem feedback phía bên dưới. Mã tiếp theo là mã 53. Nhà em cũng ngày xưa thì em hay có cái kiểu là phải chuyển khoản trước ấy, nhưng bây giờ thì em cho đơn COD đi thoải mái luôn. Đến nhận hàng, mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận. Rộng vai 41, dài 72 và độ rộng bụng 49, ăn đi, mới 95%. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 nhá. Form slim ạ. Em bây giờ em hay được kiểu ngồi, thường thường là em hay ngồi để nhìn lại là một. Cái thứ hai là em ngồi em đóng vai em là khách hàng để xem khách hàng họ cần gì. Thì em sẽ làm tất cả mọi thứ đấy. Mình đóng vai mình là khách hàng luôn. 54 Aniquilo. Rộng vai 44, dài 68, độ rộng 45, size S nhé. Dưới 1m65 và dưới 65kg. Chất cốt tông mềm. Bây giờ mọi người cần giá rẻ, có giá rẻ. Sản phẩm ngon, có sản phẩm ngon. Chăm sóc khách hàng, có chăm sóc khách hàng. Thậm chí em còn phải cho nhân viên, một vài nhân viên kỳ cựu của shop em nghỉ, chỉ bởi vì đơn giản là có lỗi với khách hàng. Ở trong khâu là trả lời chậm rồi các thứ em cho nghỉ luôn. 55 ạ. Chúng ta sẽ đến với Polar Ham. Em sẽ phải bảo vệ cái thương hiệu của em. Rộng vai 44, dài 74, độ rộng bụng 49. Chất liệu cốt tông mềm, màu xám đậm. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70 ạ. Chúng ta còn vài mã nữa thôi nhá. Em lưu ý giúp em. Này, nó xịn đến như nào. Cúc kiếc in logo hết này. Tem hàn, chất cốt tông mềm. 56 chúng ta sẽ đến với Aniquilo với form size 50, là rộng vai 77, độ dài và 53, độ rộng bụng. Tín than ạ. 6572 cân nặng 60-70. Mới 95% nhá. Em nói nó 95% thì nó là 95%, không có nói quá đâu. Sản phẩm nó mới đến như thế nào thì em sẽ nói mới đến như thế, không có một vết gì cả luôn. Tiếp ạ. 57 chúng ta sẽ đến với Dunlop Motorsport. Con nào cũ thì em sẽ bảo cũ. Rộng vai 47, dài 70, độ rộng 52. Con này lại cái màu rất là hợp với ai mà yêu thích cái gọi là màu sáng nhưng mà nó không thích nổi quá ấy. 6572 là chiều cao, cân nặng là 60-70. Tem Nhật, hàng của Dunlop. Hàng này thì siêu nồi đồng cối đá luôn, bền. 58 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Boss. Rộng vai 48, dài 68, độ rộng bụng 49. Một con áo của Boss
1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Một con boss 10% cốt tông và 90% polyester. Con này em sẽ để tặng nhé. Hơi nóng, chất hơi nóng. 59 chúng ta sẽ đến với K2, thương hiệu của Hàn. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65. Con này cũng sẽ để tặng luôn. Hôm nay em sẽ có một vài chương trình này cho tất cả mọi người. Con này nó có một vài vết nho nhỏ đằng sau lưng rồi, nhưng mà áo thì là áo xịn. Đấy là cái chắc chắn luôn. Và em cũng chia sẻ luôn là chả nào nhà nào dám tặng nhiều giống như nhà em đâu. Anh em cứ đi hết tất cả các kênh xem em nói đúng không. Tiếp 60 chúng ta sẽ đến với Grewe. Một con màu vàng, rộng vai 43, dài 65, độ rộng 43. Con này thì mới đét này, hàng Hàn luôn. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65 nhá. Đây, tác giá của nó còn nguyên đấy. Đó, nó mới đến như thế cơ mà. Tiếp ạ. Mới thế thì check cái gì nữa. 61 Wet Good, chất thể thao, rộng vai 44, dài 69 và độ rộng bụng 50. Chất này là chất co giãn nha, mặc cực sướng luôn. Cái chất này thì anh em to béo nhỏ người mặc được hết, bởi vì nó là chất kiểu co giãn và rất là mát nhá. Sờ vào người, chỉ cần chạm vào người thôi là thấy mát rồi. Đây là chất thun lạnh mà. Mùa hè mặc mấy con này thì rất sướng. Tem đọc được từng chữ một luôn. Và mã cuối à? 62 là mã cuối. Phát mãi, à nhầm, lộc mãi. Úi giời, sắp xếp ngẫu nhiên mà lên được con số đẹp luôn. Rộng vai 44, dài 75 và độ rộng bụng 65. Cốt tông mềm. 65-72 cân nặng 60-70, độ mới là 95%. Đây, tại sao lại như vậy? Không một vết bẩn, cổ không sờn, không bạc, không rách. Tem đọc được từng chữ, cục đi kèm còn nguyên. Đó, đó là giá trị của hàng nước 1, đó là giá trị của việc em mở kiện rất nhiều. Anh em lưu ý giúp em nha. Giordano với mã 62 là mã cuối. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với kênh YouTube của em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa mai nhé. Bye bye.